Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Đó Tôi Khỏe ngày hôm nay. Quý Bình bật mí nha, hôm nay Quý Bình có một cuộc họp rất là quan trọng luôn. Hello anh Quý Bình, anh Quý Bình tới rồi đó hả? Hello, hello Hạt Điều. Anh Quý Bình đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa? Ủa, ý tưởng là ý tưởng gì? Thì bữa nay, bạn Cóc hẹn Hạt Điều với anh Quý Bình ra để họp bàn ý tưởng, làm bất ngờ cho sinh nhật của mẹ Cóc mà. À, tưởng là chuyện gì? Ý tưởng hả? Anh Quý Bình chưa có ý tưởng nào luôn. Tưởng đâu là ra đây rồi mới bàn chứ. Xin chào mọi người. Mọi người đợi Cóc có lâu không? À, Cóc tới rồi. Mình bắt đầu họp đi. Hạt Điều, hồi nãy Hạt Điều nói với anh Quý Bình là Hạt Điều có ý tưởng rồi. Bây giờ Hạt Điều trình bày trước đi. À, mình nghĩ vậy nè. Hôm đó bạn Cóc sẽ trốn ở chỗ đó, giả vờ ôm bụng rên rỉ. Trời, rồi sao nữa? Mẹ Cóc sẽ chạy tới chỗ đó, Cóc sẽ la ó đau đớn, xong hồi đứng dậy bình thường. Rồi Hạt Điều sẽ bắn pháo hoa bùm bùm chúc mừng sinh nhật mẹ Cóc. Thôi, mẹ mình lớn tuổi rồi, mẹ mình hết hồn rồi sao? Ừ, đúng rồi đó, mẹ Cóc lớn tuổi rồi. Anh Quý Bình thấy hả, mẹ Cóc hay thường thở dốc nè. Rồi mỗi lần mà Cóc có chuyện gì là mẹ Cóc ôm tim làm mệt nữa đó. Đúng rồi đó, mẹ Cóc lớn tuổi rồi mà mọi người tính gì gây cấn quá nè. À, chào Đốc Tư Khỏe. Vậy là Đốc Tư Khỏe nghe hết rồi phải không? Mà ta cũng biết về chuyện của mẹ Cóc nữa. Cóc lo lắng đúng không nè? Dạ, Đốc Tư Khỏe có cách nào có thể giúp mẹ con cải thiện cũng như duy trì sức khỏe tim mạch không ạ? À? Có chứ, là nhân vật này nè. Ờ, là con hả? Nhưng con vừa 7 tưởng không hợp lý nữa. Đó tôi khỏe có thể giải thích rõ hơn không nè? Hạt Điều chứa đầy chất béo không bão hòa đơn. Chất béo không bão hòa đa giúp giảm mức cholesterol xấu, là chất béo trung tính cũng như tăng cholesterol tốt. Ồ, vậy có nghĩa là sao hả Đó tôi khỏe? Hạt Điều có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh mạch vành khi được bổ sung vào thực đơn ăn uống của chúng ta đó. Ồ, sao con không biết mấy cái đó nhỉ? Không những vậy, chất magie trong con còn giúp thư giãn cơ tim và một số vitamin và chất khoáng như là kali, vitamin E, vitamin B6, folate cũng có tác dụng chống lại bệnh tim mạch nữa. Wow, bạn Hạt Điều bé nhỏ của chúng ta lợi hại ghê luôn đó nha. Vậy thì Hạt Điều ơi, chính bạn là một món quà tuyệt vời rồi đó. Vậy thì hay quá rồi, mình mừng ghê á. Cóc cũng phải lưu ý vấn đề ăn uống của mẹ, hạn chế ăn đồ chiên dầu, tăng cường rau củ quả, tập thể dục nhẹ để bảo vệ sức khỏe tim mạch đó. Con nhớ rồi ạ, con cảm ơn mọi người nhiều. Đúng rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật cho mẹ Cóc chứ. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả thôi, để chúng ta đi chuẩn bị nha. Bye bye. Bye bye. Gặp lại nha.